Đây là cái mũi của nó nè các bạn, nhìn từ trước nhìn tới nè. Đây là bộ xương của một chiếc đang làm. Chiếc này chưa ghim lô mũi, nó chỉ mới hoàn thành cái khung sườn hầm hàng à. Rồi mình đã chèo vô được chiếc xà lan rồi các bạn ơi. Tại vì chèo vô chiếc xà lan này rất là khó, không có đường vô. Chứ mấy anh thợ mà người ta đang làm á các bạn, mình chèo vô người ta sẽ không cho đâu. Tại vì người ta đang làm á, người ta sợ nguy hiểm á. Điện bọng rồi sắt rồi đủ thứ hết. Này mình chui vô chỗ mà không có ai hết. Đây là mình đang đứng ở bên hông nha. Đang đứng sát dắp luôn. Đây là dắp nè. Xương. Xương rất là dày các bạn. Chiếc này đóng lượng đâu cả 12 ly vậy. Còn đây là bộ xương của hầm hàng đây. Mình sẽ quay cho các bạn coi. Chút xíu nữa mình sẽ kiếm đường đi lên mũi nha. Chiếc này hai đáy hai dắp. Đây, đây là hai đáy đây. Hai đáy là sao? Hai đáy là một lớp xương ở dưới đáy còn một lớp xương ở trên mặt nữa, người ta kêu là hai đáy nha các bạn. Còn một đáy là một lớp xương ở dưới lườn xong người ta chảy la can lên là người ta kêu là một đáy. Mình đang đứng gần mũi. Đây là mình nhìn qua dắt bên kia. Đây là dắt mũi đây. Dắt hầm hàng ở mũi đây. Mình sẽ quay ra sau lái cho các bạn coi. Đó có một anh thợ đang gõ xét đặt hay gì mình cũng không biết nữa. Xương nhìn dàn xương thôi chóng mặt các bạn ơi. Xong rồi người ta sẽ hốt mấy cái thức ba ghét nè, gõ xét ra xong người ta sẽ sơn lại một lớp nữa nha các bạn. Sơn thêm nhiều lớp nữa, nhiều khi lên tàu kỹ tùy theo hợp đồng nữa. Mấy cái lỗ để chui để thoát hơi nè, chứ để dành chui xuống kiểm tra. Ôi chiếc này nó khủng quá. Chiếc này là chiếc ghe sắt nha các bạn. Mình xà lan mũi ghe. Dách bên kia là bộ xương của dách bên kia. Bây giờ mình sẽ kiếm cách trèo lên trên mũi nha. Để mình vừa trèo vừa quay không được, tại vì nó rất là khó trèo. Chứ mình vừa chèo vừa quay nó lắc anh em coi cũng không được đâu. Nè không có cầu thang lên nữa nè. Bây giờ phải kiếm đường chèo lên. Đang ở dưới hầm mũi của chiếc xà la, chiếc cái ghe sắt đây các bạn ơi. Mấy anh thợ bên kia đang là chà xét cái sơn. Bự quá. Đây là dàn xương của nó nè. Chiếc này rất là nhiều dách. Dách hầm hàng rồi hầm mũi mấy dách nữa. Vì nó mới cứng được. Các bạn thấy dàn xương không? Dàn xương có nói là được kẹp cái tam giác vô góc cho nó cứng. Nãy mình nghe anh thợ nói là chiếc này là 5.000 tấn nha các bạn. Chiếc này là 5.000 tấn. Trên hầm mũi đây. Đây là cái mũi của nó đây. Mấy em đang làm. Đây là mấy anh thợ đang ngồi nghỉ mệt nè. Nãy mình hỏi anh thợ đó thì anh thợ đó nói chiếc này là 5.000 tấn nha. Lên đây rồi thấy chóng mặt luôn các bạn ơi. Còn chiếc đang đóng bên đây là 2.700 nha các bạn.
mình hỏi anh thợ thì anh thợ nói cái ụ này là không có chiếc nào chứ ngạn chân. Để mình sẽ đi ra ngoài chót lô mũi đó, mình quay bộ xương cho các bạn coi. Đây là chót lô mũi đây. Xương ở dưới hàm mũi đó các bạn. Phải nói là quá đẹp luôn. Này các bạn thấy mấy cái đường hàng không? Rất là chất lượng luôn các bạn ơi. Đi ở đây rất là nguy hiểm nha, cật chân cái là té xuống dưới là tàn là sắt không các bạn. Mình đi phải rất cẩn thận mới được. Đây, mấy anh thợ này đang chuẩn bị vô mũi. Đang căng dây lấy mực. Mình sẽ bước ra ngoài chót đó. Quay cho anh em coi. Lên tới đỉnh này, đây là lên tới đỉnh núi rồi. Đây là một chiếc đang chảy mây, còn một chiếc là đang trong khung sườn. Chiếc bên kia đang làm gần xong là chiếc đó 2007, còn mấy chiếc bên kia nữa nhiều lắm. Đây mình quay xuống dưới để biết cao cỡ nào. Trời, quá cao. Cầm điện thoại mà rung luôn, sợ rớt điện thoại. Đây là cái má đây. Đó, mấy anh thợ đây hả, cái giáo mũi ra tới đây nè. Rồi nữa sửa hàng sang. Hả? Thợ kia mình đổi vị trí đừng cho ảnh làm nha các bạn. Đây là sắt của nó. Cái này cỡ 12 ly các bạn ơi. Cái điện thoại mình quay video mà mình zoom nhỏ nhất luôn đó mà không thấy hết được cái chiều ngang của chiếc tàu này. Đây là phần ngoài sau đít, bây giờ mình sẽ đi ra sau đít rồi. Mình đang đi ra ngoài sau lái đây các bạn. Mấy cái hầm này là mấy hầm thoát hơi nè, sau này người ta sẽ làm hầm thoát hơi lên. Còn mấy cái cây này là mấy anh thợ đã chổi, đừng lấy góc vuông các bạn cho nó chuẩn á, đừng bị cong hay là méo á. Thiệt, đi trên đây là rung giò luôn các bạn ơi. Nhìn thử coi nó bao cao là biết liền. Đây có một số anh đang hàng với bển này. Ồ, nhìn cái dàn xương này hơi chóng mặt. Mấy anh thợ này cũng dễ thương. Mình lên đây mà anh cũng không có la gì hết trơn. Quay video mà anh cũng hỏi nữa.
mấy anh thợ đi không có la đâu, sợ mấy người mà chủ ụ á, người ta thấy mình lên thì chắc họ sẽ không cho, tại vì người ta sợ lỡ có gì nguy hiểm á, điện bọng rồi đủ thứ. Giờ mình sẽ đi ra sau quay cái hầm lái nó cho các bạn coi. Đã tới hầm lái rồi các bạn ơi, đây là bên trên mặt của cái hầm lái đây. Các bạn thấy ở ngoài sau đó là nè, để mình quay ngang cho các bạn thấy rõ đó. Ở ngoài sau đó, ở ngoài sau đó là cái đít, cái lái là người ta kiều lên ha, và người ta hạ mặt con xuống đó để cho cái cabin mình được bằng đó các bạn, không bị chúi. Rồi bây giờ mình sẽ quay sơ sơ ở trên mặt bon này, xong mình sẽ chui xuống dưới mình quay hai cái bộ xương thấu xá cho các bạn coi nha. Thấu xá cũng được kêu là bầu diều á. Còn đây là dàn xương ở trên mặt bon đó, người ta âm xuống vậy đó cho bằng với mặt nước nó bằng. Lúc mà cái này lúc đó này là cái phòng nè, mình ở trong đó đó. Rồi mình sẽ đi dưới. Còn đây là dách số 0 nha các bạn. Đây là dách số 0, ở trên đây là mặt bon này. Người ta chia ra phân nửa đây. Đây là cái dách bên kia là xương nhiều quá, mình nói nhiều khi các bạn nhìn thấy không rõ. Cái dách đó bên kia người ta chia ra, người ta tạo ra hai hầm đây. Chỗ này người ta có thể đựng dầu hay là đựng nước. Rung giò quá. Quá trời khủng rồi. Chiếc này hiện tại thì mình chưa thấy máy ở dưới hầm máy nha các bạn. Máy chưa được đem về. Bởi vì người ta chừa hai cái lỗ bên đây nè. Đó. Chưa hàn xương chắc nữa để cổng máy xuống. Bây giờ mình sẽ chèo xuống dưới. Má ơi, rung giò. Cái dách này không có đường xuống mới đau. Đường xuống đâu trời. Rồi đi qua cái dách bên đó xuống. Ôi trời. Thật sự là cũng dò luôn các bạn ơi. Đây mình sẽ chui xuống đây, có đường xuống rồi. Đây là xương bầu diều của nó đây các bạn đó. Người ta thả hai cái thanh xuân đó nữa rồi bằng cái mấy anh thợ sẽ đem máy về và đo kích thước và hàng bát nha. Trời, giờ cầm điện thoại tay nó rung cao quá. Đây là những cây mà người ta chống chổi đây cho cứng. Đây là những cây y không các bạn ơi, nó quá lớn rồi. Mấy cây y này dày hình như là dày, độ dày của nó hình như là 12 ly luôn. Cái hầm máy này xuống đây ngủ cũng được. Nó bự. Đây là kết cấu của bộ xương đó nghe các bạn. Đó anh em mà có làm mô hình thì cũng có thể làm theo giống gì thì nó quá cứng luôn.
Rồi mình sẽ đi xuống dưới mình quay chi tiết ha. Ở đây là mình ở ngoài sau mình nhìn tới đây. Ở dưới hầm máy này là người ta mấy anh thợ còn là làm xương T không nghe các bạn. Xương chữ T. Đây là vách hầm hàng ở ngoài sau lái. Đây là vách bên hông. Đó, các bạn thấy miếng miễn của mấy anh thợ làm không? Họ xéo từ từ lên đây. Cái đầu đằng đó xéo nhiều đầu, cái họ hạ từ từ xuống đó. Khi mà cái miếng miễn này ra tới ngoài sau vách số 0 thì nó sẽ bằng luôn chứ không còn xéo nữa. Chiếc này mình không biết đóng bao nhiêu tỷ, nhưng mà chắc phải vài chục tỷ là chuyện bình thường các bạn. Tại bữa hả mình nghe đâu cái chiếc kia 2002 mà đóng cũng cỡ 22 tỷ à. Còn chiếc này tới 5.000 lận. Đây là công đà của mấy anh thợ làm, phải nói nhìn là đã con mắt luôn. Cao dữ lắm nha các bạn, mình đứng gần tới đầu gối vậy đó. Xương rất là cao. Rồi bây giờ mình sẽ trèo lên trên trên mặt con, rồi mình sẽ quay một vòng cái ụ này nữa, rồi mình sẽ kết thúc video các bạn. Đây là toàn cảnh mình đứng ở trên cái lái xà lan cao nhất đây. Rất là đông luôn. Nếu mà có thời gian mình sẽ quay lại đây rồi mình sẽ quay những cái chiếc mà đang hoàn thành bên kia nha các bạn. Còn bây giờ thì cái video mình nó cũng đã nhiều rồi, chứ mình cũng chuẩn bị đi rồi, nên mình sẽ quay sơ sơ cho anh em coi một chút xíu nữa rồi mình sẽ kết thúc video nha. Tại vì mấy anh thợ đang làm nên mình cũng không có tiện lại hỏi thăm nói chuyện với mấy ảnh được. Tại vì người ta đang hàng á các bạn, rất là nóng. Chứ người ta lo tập trung làm, mình lại mình nói chuyện thì họ dễ quạo lắm. Đây là các bạn có thể áp dụng vô cho cái sản phẩm làm mô hình của mình. Là anh em có thể coi chơi giải trí. Ở ngoài kia chốt ngoài kia xa ngoài kia là cái mũi đó. Mà anh đứng đẳng mà mình quay muốn không thấy mà anh luôn. Chứ
chiếc này thì chưa có máy, phải có máy mình sẽ quay cái máy của nó cho các bạn coi à. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nha. Anh em thấy hay rồi nhớ like và ủng hộ Hoàng Thanh nha. Rồi chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở những clip sau.